Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Đây là kiện hàng bị thất lạc trước Tết. Nó nằm trong một cái lô hàng gồm có mấy chục cây, nhưng mà ba cây này thì không biết ở đâu, mất hết thông tin và hành trình. Có lẽ là do đến Tết thì cái số lượng hàng ở trong các cái kho vận chuyển rất là nhiều, thì nó bị lẫn hoặc nó bị nằm ở trong một góc nào đấy, mà chính những người nhân viên quản lý kho này đã không thể tìm ra. Thì đây, qua Tết hàng ở kho đã được phân phối hết, thì những cái cây đà này nó mới lộ ra là nó vẫn còn nằm ở trong kho. Và hôm nay thì hàng đã chuyển đến đây, tôi sẽ bóc cho các bạn xem cái kiện này gồm những cây gì nhé. Ở đây thì có 3 cây, trong đó một cây này thì vẫn còn hộp này, cây đà này là vẫn còn hộp. Đà thì nhập từ bên Nhật về, cũng có cây thì có hộp, có cây không. Bởi vì là nó cũng giống như là cái điện thoại đấy, người ta dùng lâu thì có cây, có các điện thoại này người ta còn giữ hộp, giữ tai nghe, giữ sát thương dẫn, thì cũng có cái điện thoại thì nó không còn thì dùng lâu rồi, hoặc có thể ngay khi mua về thì người ta đã bỏ tai nghe đi, người ta không dùng. Đàn nó cũng như vậy, những cái đàn này đều là những cái đàn nhiều năm tuổi, khoảng vài chục năm, cho nên được có cây thì người ta còn giữ lại cái hộp đựng, có cây thì không các bạn nhé. Cho nên là rất nhiều các bạn cứ hỏi là hộp của nó đâu. Thứ nhất là có tùy dòng đàn, có nhiều cây nó không có hộp đâu nhá. Nhiều cây đời ở mức giá bình dân thì nó không có hộp. Đàn là cao cấp nó mới có hộp thôi, chứ không phải tất cả những cây đàn Nhật thì đều có hộp. Bây giờ tôi sẽ bóc ra. Bóc như thế nào đây? Tôi sẽ bóc một cái để ra luôn, cắt một phát ra luôn, khá là khó. Đầu cái đàn thì đã lộ ra rồi, ở đây đã lộ ra một đầu một cây đàn rồi. Đã lộ ra cây đàn với cái khóa đàn khá là mới, chưa biết là cây gì. Bây giờ làm sao mà cắt đi ra? Đây gọi là mổ phanh luôn, mổ phanh, phẫu thuật mổ phanh luôn, thế cho nó nhanh, mổ phát đến tận bên trong luôn. Đã thấy lớp bên trong, bây giờ có thể bóc ra được rồi. Tôi sẽ bóc ra luôn. Đấy, số chỉ đến bên đấy. À, cái này cái gì? Cái này thì nó là đàn nghệ nhân Nhật Bản. Đây, tôi cho các bạn xem bên trong tem thùng đàn nhé. Nó có ký tự tượng hình, vẫn là chữ tượng hình, có dấu mộc đỏ của công ty Nhật Bản nhé. Chưa nhớ lại được cây gì, cây này thì tôi phải mở trong tức là trên hệ thống website đặt hàng có thể mới biết được nó dịch là gì, hoặc chúng ta có thể dùng phần mềm Google dịch thì chúng ta xoay vào, chúng ta đọc chữ, dùng Google dịch để đọc chữ. Thôi rồi, chú bóc rồi đấy, chưa biết là tên nó là gì, nhưng nó là đàn guitar Nhật các bạn nhé.
do các nghệ nhân ngày xưa làm thì nếu mà hàng lưu hành nội địa là nó sẽ có cái chữ này, giống như các cái nồi cơm điện của chúng ta ấy, nó toàn là ký tự của chữ Nhật thôi. Đây, gọi chung là đàn nghệ nhân, cây đàn khá mới nhé, khá là mới luôn, ngoại hình khá mới, giá tiền thì cũng chưa rõ là bao nhiêu thì cái này phải tra lại, nhưng theo tôi quan sát thì cây này sẽ không phải là cây nhiều tiền đâu, vì tôi nhớ cái lô vừa rồi cũng có đặt cái cây quá cao cấp, cây này sẽ giá là mức mềm mại luôn. Cây tiếp theo mở tiếp cái này, đây là mở tiếp cái này, xoay lên đây cho nhìn thấy rõ này. Đấy, bây giờ phẫu thuật tiếp cái này, cây này được bọc trong một cái bao da rất cũ, phẫu thuật xong thì mới biết được. Chúng ta phải thật cẩn thận, nếu không có thể cứa vào nội dung bên trong là cái bao da và cây đàn. Đấy, chúng ta làm thật cẩn thận thôi, các bạn quan sát nhé, cứa rất là chậm thôi, cứ chậm và nghiêng lưỡi dao, tức là cái hướng cái lưỡi dao là không có cứa vào bên trong, chỉ có cứa vào xốp thôi. Nhiều nó sẽ quen này. Đấy, mình thấy có cách. Một cái bao da, nhưng mà loại bao da mỏng cũ, nó là bao của Nhật ấy, người dùng bên Nhật người ta dùng, sau giờ người ta bán đi, người ta gửi luôn cái bao da này, và cái thể loại bao da này nó rất phổ biến mỗi khi chúng ta mua đàn nhạc cũ, rất nhiều người dùng. Xem nó là đàn gì. À, đây là cái gì đây, sổ đỏ à? Không hiểu là cái gì luôn. À, không biết là cái gì luôn, trắng tinh luôn, vẽ một cái những cái gì không hiểu luôn, có lẽ chỉ còn chỉ cỏ ở Nhật gửi sang thì chẳng rõ là cái gì, gấp rất vừa cái này, nhưng bên trong này nó là một nội dung nhé, nội dung có lẽ là một tờ giới thiệu về cửa hàng gì đó, cửa hàng bán hàng bên Nhật. Tiếp theo chúng ta mở bên trong xem cây đàn này làm gì. À, đây thì những cái bao này của Nhật là luôn lôi từ đáy ra, có vẻ như là Yamaha, có vẻ như là Yamaha, tôi đoán như vậy thôi, chính xác luôn, Yamaha C150, cái dòng đàn mà gần như ai cũng biết, Yamaha C150. Cây đàn này thực ra là khá là mới đấy, mới về trên 90% đấy, bởi vì đàn này chỉ chưa lau dọn đi, cây này nó phải mới trên 90%, nó chỉ là bám bẩn mà thôi. Đây này, những cái lớp bụi bẩn thì quá lâu nó bụi bẩn thôi. Chứ theo tôi đánh giá thì nhìn cái khóa này còn sáng này, đấy, khóa còn sáng đẹp, không có xước nhiều, chỉ có một vài xước nhẹ, rất nhẹ trong quá trình sử dụng thôi, thì cơ bản là cái này cũng khá mới. Phím đàn còn trắng này, phím bấm còn trắng này, cần này thẳng tuyệt đối luôn, gần như là tuyệt đối, chúng ta coi như là nó là như xuất xưởng luôn nhé. Đàn thì cũng đã có những dấu vết sử dụng rồi nhưng vẫn còn phải trên 90% nhiều,
Cây này nâu rõ đi thì cực kỳ mới luôn. Yamaha C150. Tiếp theo là cây có hộp này. Cây này thì có hộp này hơi nặng nhưng mà hộp này chắc là hộp mỏng thôi. Có nghĩa là hộp mỏng. Tôi đang đoán là hộp mỏng thôi. Nếu hộp dày nó sẽ nặng hơn đây nhiều. Và quan sát cái hộp này nó nhìn nó cấu trúc của cái loại hộp mỏng. Bây giờ mổ ra sẽ rõ. Tôi sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây hộp đây, hộp đây, xem là bên trong là gì. Có cả chữ gì, Pink Panther. Pink Panther là bút lông, bút mực à. Bây giờ sẽ mở khóa ra xem là gì. Lại tiếp tục một lớp bọc. Cái đàn này là cái gì mà bọc gớm ấy. À, khóa vàng. Đầu đàn thì hơi quen quen. Khóa vàng thì chắc đàn cũng phải cao cấp đấy chứ. Xem nào. Kawai. Kawai. Cái đàn cực mới luôn. Kawai G150. Gỗ đây. Cây đàn cực kỳ mới luôn. Nhìn rất cao cấp luôn. Có vàng. Xem cần đàn nào. Cần cũng thẳng luôn. Xét về phân khúc thì cây Kawai này và 150 này với cây Yamaha C150 này là cùng phân khúc nhé. Hai cây này cùng phân khúc, cùng mức giá. Nó lên tới khoảng 3 triệu. Nó tùy độ mới, cũ hơn thì có thể rẻ hơn mà mới hơn, mới tinh thì đắt hơn, có thể trên 3 triệu. Nó loanh quanh trên dưới 3 triệu các bạn nhé. Nhưng mà nhìn qua về ngoại hình thì thấy cái cây Kawai G150 này cấu hình nó nhìn tốt hơn, tỉ mỉ hơn. Khóa nó cũng đầu tư hơn. Và gỗ nhìn cũng có vẻ cao cấp hơn. Hình như có vẻ là vẫn là loại gỗ đấy thôi. Mahogany. Tem của con Kawai này nhìn hấp dẫn hơn là cái tem này. Tem này của Yamaha nhìn nó hiện đại quá. Tùy từng người đó, có người này thích tem này, như tôi thì tôi thích cái tem này, nhìn nó cổ điển hơn, nhìn nó mang tính huyền bí hơn. Xem còn gì nữa không? Hết rồi. Móng gãy. Không còn gì nữa. Như vậy là tôi vừa bóc hộp 3 cây. Bây giờ tôi quay lại cho các bạn xem nhé. Như vậy là vừa rồi các bạn đã xem tôi bóc hộp 3 cây. Thì bây giờ điểm danh lại thì gồm một cây đàn nghệ nhân. 3 cây này đều có ngoại hình khá là đẹp nhé. Nếu không muốn nói là nó là khá mới luôn ấy. Đều ở đạt ở mức trên 90% về độ mới. Đây là cây đàn nghệ nhân. Tôi chưa rõ vì phải dịch cái ký tự của bên họ ra thì mới biết được. Có dấu mộc của công ty Nhật. Cây tiếp theo thì một cây quen thuộc rồi, ai cũng biết. Yamaha C150 Made in Japan, Nhật Bản. Dòng đàn huyền thoại mà nhiều người biết. Với mức giá cực mềm. Đàn đẹp âm hay. Cây tiếp theo là một cây phân khúc cạnh tranh của hãng Kawai. Ngang ngửa với lại cái cây này. Nhưng mà nhìn cây Kawai này nhìn nó cao cấp hơn. Hamamatsu, Japan, Nhật Bản. G150. Khóa thì đầu tư khóa vàng. Vân dập mà nổi rất là đẹp.
Đây tôi soi cho các bạn xem gỗ mặt lưng của cây Kawai với cây Yamaha C150 nhé. Đúng chưa? Nhìn tức là chúng ta nhìn qua cái quan sát ngoại hình ấy, ngoại quan ấy, thì chúng ta cho cái cảm giác là nhìn cái cây hãng Kawai nhìn nó gỗ nó đẹp hơn. Đấy, còn cây Yamaha này nhìn nó hiện đại hơn. Nhìn nó sáng hơn, con kia nhìn nó màu nó đậm hơn. Còn thực chất thì cái nào nó hơn thì không biết được, mình phải test âm nữa. Đấy, và gỗ thì nó giờ nó cũng phủ sơn bóng rồi, mình không không phân biệt được. Đây là đang nhận xét về cảm quan thôi. Có thể cái cảm quan của mình nó không đúng, bởi vì mình chỉ nhìn được qua cái màu sắc và cảm nhận thôi, chứ không không thể kết luận được cây nào hơn cây nào. Như về phân khúc giá thì hai cây này ngang nhau nhé. Đây là hai cái dòng cạnh tranh nhau mà. Nó cũng giống như là iPhone X với Samsung S10 đấy, là ngang nhau. Hoặc là iPhone 7 thì cạnh tranh với Samsung S7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Video sau tôi sẽ còn nhiều những cái video bóc hộp nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.